Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện nữ chính từ trong sách Chạy ra ngoài của tác giả Cơ Xoa. Tập 12. Chương 111, cỏ đuôi chó lắc lư 2. Thu Vô Tế bật cười, nếu như ta đã xác định thì còn phải suy nghĩ nhiều để làm gì, chúng ta là người tu tiên. Ngược lại thuần túy hơn các ngươi mới đúng, giống như ta và ngươi cùng nghĩ về một chuyện, ta là vì để điều tra sự thật, còn ngươi là vì cái gì? Sở Qua chật vật nói sang chuyện khác, ngươi nói những chữ này còn có tác dụng phòng hộ sao? Thu Vô Tế cũng chẳng buồn so đo với hắn, cũng thuận theo đó nói qua việc khác, mặc dù ta không tu thư đạo, nhưng vạn pháp trên thế gian đều quy về một nơi. Nếu đã có sẵn pháp lực, chung quy là sẽ có hiệu quả, bức tranh chữ này treo ở phòng khách, đại khái có tác dụng mê hoặc người xâm nhập, cũng coi như là một dạng phòng hộ. Sở Qua hỏi, trước đó ngươi cũng chưa từng nghĩ qua, phải làm hệ thống phòng ngự như vậy, vì sao bỗng nhiên lại nghĩ đến cái này? Ta chỉ là muốn trang trí phòng ốc một chút mà thôi, còn tác dụng phòng hộ cũng chỉ là tiện thể kèm theo. Mặt khác, Thu Vô Tế nhẹ nhàng nhíu đôi lông mày xinh đẹp, hôm nay ta bỗng phát hiện dị năng của thế giới này rất đặc biệt, thế mà lại có tác dụng đối với ta, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại không thể quá xem thường, vẫn nên có chút phòng hộ thì tốt hơn. Sở Qua giật mình, ngươi chỉ ra ngoài để hái cỏ đuôi chó thôi, mà cũng gặp phải dị năng đến tập kích hay sao? Không phải tập kích, chỉ là gặp mà thôi. Có lẽ đây chính là cái mà ngươi gọi là vận khí của nhân vật chính. Thu Vô Tế nở nụ cười, ta là nữ nhân vật chính, không phải sao? Sở Qua im lặng. Vậy hôm nay ta cũng đã gặp, bất quá là do đứt chương bị đánh, cái này nên gọi là báo ứng hay là vận khí của nhân vật chính đây? Chúng ta thế mà lại chung một ngày gặp phải những dị năng khác nhau, đây có phải là duyên phận hay không? Sở Qua cao hứng trở lại, cười nói, không phải tập kích thì tốt. Rốt cục là dị năng gì mà lại có hiệu quả với ngươi vậy? Đôi mắt đẹp của Thu Vô Tế chuyển động, dừng lại trên mặt của hắn một lát, cuối cùng cũng không nói gì, khoan thai bước vào phòng bếp, ta đi nấu cơm, ngươi nên làm gì thì cứ làm đi. Vẫn là gương mặt này tương đối thuận mắt, không cần viết chữ cũng thấy thật anh tuấn. Sở Qua cũng không đi đánh chữ nữa, rất vui vẻ cùng bước vào đó, ta buổi sáng đã liên tục đăng tải 2 chương, mặc dù bị mắng là chó đứt chương. Cũng nên nghỉ ngơi một lát, lao động và nghỉ ngơi kết hợp mới đúng nha. Được rồi, biết ngươi là mờ rồi, để ngươi nghỉ ngơi nhưng ngươi nhất định muốn làm việc, vo sạch gạo này đi. Sở Qua trầm mặc, ngươi mà cũng biết dùng loại từ mờ này rồi sao? Bản thân Thu Vô Tế cũng bắt đầu rửa rau, thuận miệng nói, cũng được, để tránh cứ trốn trong phòng không biết nên xem cái gì. Sở Qua cười đáp, nếu như ta nói ta đã rất lâu không có xem, ngươi có tin không? Có liên quan gì đến ta sao? Và lại ngươi cũng đã không thèm thanh minh rồi sao? Còn giải thích gì nữa? Nhưng gặp cơ hội như vậy, vẫn cứ muốn giải thích một chút. Sở Qua đang vo gạo, đột nhiên cười nói, ngược lại có một chuyện tốt, ngươi nghe xong sẽ rất vui. Thu Vô Tế ngạc nhiên nói, là cái gì? Bọn họ cho rằng ngươi chính là một độc giả đang mô phỏng Thu Vô Tế trong sách Cơ đấy. Đây chẳng phải là cách nghĩ bình thường sao? Có ai cho rằng đây chính là Thu Vô Tế thật đâu. Mấu chốt ở chỗ, bọn họ cảm thấy ngươi không giống cho lắm. Sở Qua cười ha hả đổ gạo vào nồi cơm điện, ngươi nói xem, đây có phải là chuyện tốt hay không? Thu Vô Tế đang rửa rau bỗng nhiên dừng lại, cũng có chút xuất thần. Đương nhiên là chuyện tốt, điều đó có ý nghĩa bản thân đã càng ngày càng thoát ly khỏi cái nhãn hiệu đã được thiết lập sẵn kia. Khóe miệng nàng bất giác cong lên ý cười, mở miệng lại nói, cái này thì có gì mà vui chứ, đối với bản tọa đây chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Sở Qua cạn lời, mẹ nó, chết cũng kiêu ngạo a. Thu Vô Tế bắt đầu thái thịt. Sở Qua ngẩn ra, không dùng tiên pháp sao? Thu Vô Tế nói, ta muốn dứt khoát thể nghiệm tỉ mỉ một chút, nếu như quá hoàn chỉnh, sẽ mất đi hứng thú. Ngươi cũng cảm thấy như vậy có hứng thú hơn hay sao? Ta cũng cảm thấy như vậy a. Sở Qua nhìn bộ dạng Thu Vô Tế mang cái tạp đề để nấu ăn kia, quả thực hắn rất muốn ôm chầm lấy nàng từ phía sau, nhưng lại không dám. Chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu lại, gạo này cần thêm vào bao nhiêu nước? Hơi ngập qua một tí, đúng rồi. Cái phòng bếp nho nhỏ,
một người làm cơm, còn một người làm đồ ăn, nhất thời cũng không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh nước chảy ào ào và âm thanh của dao thớt kia xen lẫn vào âm thanh của một gia đình. Cỏ đuôi chó bên cửa sổ bị gió thổi lay động, giống như tâm trạng của Sở qua giờ khắc này vậy. Buổi chiều sau khi ta đánh xong chương, ban đêm hai chúng ta ra ngoài chơi được không? Hắn đột nhiên nói. Thu Vô Tế ngạc nhiên nói, sao lại bỗng nhiên nói đến điều đó? Có gì vui sao? Ta phát hiện, lâu như vậy, hình như cũng chưa đưa ngươi đi chơi qua. Có một số thứ nữ nhân hiện đại bây giờ cũng nên trải nghiệm một chút. Chương 112, đêm thất tịch, 1. Vì ban đêm sẽ lãng mạn hơn, nên Sở qua đã cố gắng đánh chữ đến giữa trưa, đánh chữ như bay, hắn tranh thủ muốn trước khi trời tối giải quyết hết những chương trước kia. Thu Vô Tế thì cầm lấy một chén trà nóng hầm hập, khoan thai mở điều hòa, lại tựa lưng vào ghế ngồi mở notebook. Cái tư thái đó càng lộ ra vẻ là một cô gái hiện đại. Khởi động máy tính, Thu Vô Tế ung dung tìm kiếm đưa những cô bé đi chơi ở đâu, đáp án cơ bản đều rất trùng khớp, rạp chiếu phim, sân chơi, công viên. Thu Vô Tế suy nghĩ, lại suy luận trong đầu, đàn ông muốn dẫn ngươi ra ngoài chơi thì có ý gì chứ? Đáp án vẫn cứ trùng khớp như vậy, đều là hắn thích ngươi, muốn cùng ngươi phát triển thêm một bước, phát triển thành quan hệ người yêu. Mặc dù cái này tiến thêm một bước để ở trên người Sở qua đều khiến người ta không có được thiện ý, hơn phân nửa đều không được thuần khiết như những đáp án này vậy, nhưng tổng thể cũng không hề vượt qua sự phán đoán của Thu Vô Tế, thế là nàng uể oải tắt cái website đi. Cái gì mà để ngươi trải nghiệm thứ mà các cô gái hiện đại vốn nên trải nghiệm? Nói thì nghe hay lắm, chẳng phải là Sở qua ham muốn Thu Vô Tế thôi sao? Đi chơi thì cũng được, bản tọa cũng đang nghĩ coi muốn chơi cái gì. Về phần muốn tiến thêm một bước gì gì đó, nghĩ hay lắm, ta sẽ đập nát đầu ngươi cho xem. Những cái trò của thế giới hiện đại này, bản tọa đã càng lúc càng hiểu nhiều. Thu Vô Tế khí thế hiên ngang tiến vào đồng thất thao qua, chuẩn bị đại sát bốn phương, bắt đầu thiết kế chướng ngại vật cho đám lái xe trên đường. Kết quả là trong nhóm lúc này không ai lái xe. Đám bạn nói chuyện phiếm từ trước đến giờ vốn dĩ rất lung tung, cùng một lúc có thể có nhiều người khác nhau đang nói về những cái chủ đề khác nhau. Thu Vô Tế nhìn một hồi lâu mới hiểu rõ là ai đang nói về chuyện mỏ dầu ở Afghanistan, ai đang nói về cuộc so tài của Liên minh Anh hùng Marvel, ai lại đang nói chuyện trường học nào lại lên điểm. Lại dựa vào từ mấu chốt mà tìm kiếm hơn nửa ngày, mới hiểu rõ Afghanistan là gì, Liên minh Anh hùng Marvel là cái gì gọi là lên điểm. Những cách nói chuyện bây giờ bản tọa quả nhiên đúng là không hiểu. Tri thức của nhóm bạn kia đúng thật là uyên bác, thiên văn địa lý, kinh tế chính trị, vui chơi giải trí, không gì không biết, chỉ là không nói về sách của Sở qua. Xem ra lái xe cũng không phải là chuyện thường xuyên, bất quá chỉ chiếm cứ một bộ phận giải trí rất nhỏ thường ngày của mọi người mà thôi. Rốt cục chỉ có bản thân mình giống như một bà lão vạn tuổi khẩn trương đến cùng mà thôi. Nàng nhịn không được đánh chữ hỏi, các ngươi không nói chuyện liên quan tới sách của Sở qua nữa sao? Đây là nhóm LOL. Trả lời một cách đương nhiên. Thu Vô Tế, ta thấy trước đó các ngươi dường như cũng có nói chuyện này. À, ngoại trừ lúc mắng chó đứt chương và gã đàn ông vừa ngắn vừa nhỏ. Ai ra, Thu Tông Chủ ta nói với ngươi nha, Sở đại vừa ngắn vừa nhỏ như vậy. Nếu ngươi ở với hắn khẳng định không có hạnh phúc, chỉ bằng nghĩ đến bên ta còn hơn. Lộ Lộ bị quản lý Thu Vô Tế cấm ngôn một giờ. Thu Vô Tế vô ý thức cấm xong gã mới kịp phản ứng, cấm gã làm gì vậy, chẳng lẽ vì bất bình thay cho Sở qua sao? Quả nhiên đã có người nói, ai ra, chẳng lẽ đây là đang bất bình thay cho Sở đại hay sao, chẳng lẽ Sở đại thật sự không ngắn nhỏ chút nào sao? Thu Vô Tế giải trừ cấm ngôn. Lộ Lộ, sao vậy? Hiểu rồi sao? Chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt, thật sự muốn theo ta sao? Lộ Lộ lại bị quản lý Thu Vô Tế cấm ngôn một giờ. Cả đám người đều vui vẻ, nguyên nhân của việc cấm ngôn và giải trừ cấm ngôn này dường như rất vui à, fan nữ này chắc không phải là thật sự thích Sở đại đấy chứ. Trách không được Sở đại để mọi người lái xe, đúng là mưu đồ làm loạn đây mà. Nhưng lại nói, lúc không biết là nữ quản lý, mọi người tự nhiên là không chút kiêng kỵ. Nhưng sau khi biết rõ đó thật sự là một cô em thì mọi người đương nhiên vẫn là phải có chút tố chất, sẽ không thật sự lái xe bậy bạ trước mặt muội tử, kế hoạch của Sở qua chắc chắn là chết yểu. Ngược lại là có lão quản lý kéo Thu Vô Tế và trong nhóm nữ vận doanh, giá trị tinh diệu của Thu Tông Chủ đã giải tỏa tâm tình rồi.
có thể làm hình đại diện của phim hoạt hình. Vốn dĩ ta đang cùng nhân vật Miêu là người phụ trách nói về việc này, bây giờ Thu Tông Chủ tự đến rồi. Tất cả mọi người đều gọi người hóa trang Thu Vô Tế này là Thu Tông Chủ, gọi rất vui vẻ. Thu Vô Tế nhìn thấy tâm trạng cũng có chút cổ quái, chỉ nói một câu, cảm ơn. Sao lại nói cảm ơn ta, ta chỉ là bày sạp cho ngươi mà thôi. Lão quản lý cười ha hả, Thu Tông Chủ ta, nói cho ngươi nghe nhé, những cái khác của nhân vật Miêu đều được cả, chỉ có hiệu suất là không được. Một ngày không mắng bọn họ thì bọn họ sẽ kéo dài nửa năm cho ngươi xem, ngươi phải luôn nhìn chăm chăm vào họ. Yên tâm, bản tọa rất am hiểu đốc thúc môn nhân. Các bạn đang nghe chuyện nữ chính từ trong sách Chạy ra ngoài của tác giả Cơ Xoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 113, Đêm thất tịch, 2. Tạm gác lại người hóa trang này, lão quản lý dường như thấy được cảnh tượng 3 tháng sau Thu Vô Tế sẽ phát hiện ngay cả bản thảo của hình đại diện còn chưa ra lò, liền trực tiếp lặn xuống nước không lên tiếng nữa. Thu Vô Tế không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại di động, chụp cho mình một tấm hình, muốn gửi cho nhân vật Miêu kia. Ngón tay đặt trên con chuột chỉ thiếu một chút đã nhấn xuống, lại lắc đầu từ bỏ, chạy ra ngoài cầm bút mực lên, tự vẽ một cái hình cho mình. Tông chủ lão giang hồ vẫn có một chút ý thức, cảm thấy hình chụp của mình lỡ như bị người ta truyền đi thì không phải là chuyện gì tốt. Hình vẽ thì không có sao, có ý nghĩa là được. Nhất định phải đẹp, đủ oai phong, đủ uy nghiêm. Thu Vô Tế tràn đầy lòng tin vẽ một tấm hình đầy đủ ý nhị, cầm điện thoại chụp lại, chuyển cho nhân vật Miêu, cứ dựa vào đây mà làm cái hình đại diện quy bản. Đối diện rất khách khí, đã nhận được, chúng ta sẽ cố gắng tìm nữ thiết kế tốt nhất. Thu Vô Tế cảm thấy đã ổn thỏa, yên lòng rời khỏi QQ, mở file PDF Thái Thanh Kinh đã tải về lên xem. Đạo kinh của thế giới này vẫn rất có ý nghĩa. Mặc dù ngay cả bản thân cũng cảm thấy những việc làm và tu đạo gần đây dường như không mấy hợp với thói thường. Ban đêm còn phải xem phim, đi chơi, trải nghiệm sự đời, chẳng qua cũng chỉ là như vậy. Đây là đâu, không phải sân chơi sao? Bên trong đường dành riêng cho người đi bộ, Thu Vô Tế nhìn theo biển người, trực tiếp lỡ miệng hỏi. Sao không giống với sân chơi trong tưởng tượng của mình vậy? Hai gò má sở qua run rẩy một chút, ngươi hiểu quá trình hẹn hò lắm hay sao? Hẹn cái gì hò, ai hẹn hò với ngươi? Thu Vô Tế nói. Chẳng phải nói đưa ta đi trải nghiệm những thứ mà các cô gái thường chơi hay sao? Quẹo qua con đường này liền có một khu vui chơi. Nhưng chúng ta còn chưa có ăn cơm, ngươi có muốn ăn bữa tối dưới ánh nến không? Thu Vô Tế trừng mắt một cái, trong tìm kiếm không có nói đến cái này, cái gì gọi là ăn tối dưới ánh nến? Bữa tối thì cứ là bữa tối, có đèn không dùng, thắp nến làm gì, nhà chúng ta đâu có người chết. Thôi vậy, chỉ nói như vậy thôi. Sở qua ngẩng đầu nhìn dáng chiều nơi chân trời, cười nói, ăn cơm đợi lát nữa mới nói, nơi đây rất nhiều đồ ăn vặt, ngươi bình thường cũng chưa ăn qua, cũng rất đáng tiếc. Đến đây, thử que kem này trước xem sao. Trên con đường buôn bán náo nhiệt, một thiếu nữ đã hơn vạn tuổi mặc áo sơ mi trắng quần jean xanh, mang giày thể thao màu trắng vừa mua được. Cột tóc đuôi ngựa cao cao, liếm đáp que kem đi bên cạnh người nam nhân kia, ăn đến nỗi hai con mắt nheo lại. Cái thứ này ăn ngon, lạnh lạnh, ngọt ngọt, mềm mềm, giống như ngọc tuyết quỳnh tương của tiên gia vậy, nhưng nó chỉ là vật của phàm thế, nhưng lại ăn ngon giống đồ của tiên gia vậy. Sở qua này, vậy mà giấu hơn cả tháng cũng không nói với ta. Cái này nếu tự mình làm lấy thì sao? Sở qua có chút áy náy nói với nàng, trước đó mấy lần đưa ngươi đi siêu thị bên cạnh mua đồ, cũng không đi xa hơn, cũng chỉ vì công việc của ta quá thích nằm ở nhà rồi. Cái này nếu tự mình làm thì phải làm như thế nào? Ta nhớ hình như có máy chuyên làm thứ này. Cũng không để ý cho lắm, quá phiền phức rồi, không cần thiết. Vì sao lại không cần thiết? Bởi vì nếu ngươi cảm thấy ngon đều muốn mang về nhà làm, cái gian phòng kia của chúng ta không có chỗ để bày biện nhiều máy móc như vậy. Nhìn thấy Thu Vô Tế đã liếm hết que kem, Sở qua lại mua hai cái kẹo đường, chia cho Thu Vô Tế một cái. Hai người cầm kẹo đường, cực kỳ đồng bộ cắn một cái, lại cực kỳ đồng bộ liếc xéo đối phương, lại nhìn thấy những sợi tơ đường bên khóe miệng đối phương, giống như hai con mèo bông. Anh ơi, anh ơi! Bên cạnh có một bé gái ôm theo rất nhiều hoa hồng, kéo kéo góc áo của Sở qua, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, mua đóa hoa đi.
Sở Qua sửng sốt một hồi, ở đây bình thường cũng có người bán hoa sao? Bé gái ngược lại bị hắn nói cho sửng sốt, trả lời, anh ơi, đêm nay là đêm thất tịch mà. Thu Vô Tế trầm mặc, trên đầu Sở Qua đầy mồ hôi lạnh, trùng hợp như vậy thật sao? Bằng thực lực của mình ta đã độc thân hơn 28 năm, từ trước đến giờ cũng chưa từng nhớ qua ngày tháng âm lịch, hôm nay không có vào nhóm, cũng không nghe ai nói. Chẳng trách hôm nay đường dành riêng cho người đi bộ lại náo nhiệt vượt qua dự đoán của mình như vậy. Ừm, mua một đóa. Không, 9 đóa. Ầm, pháo hoa bỗng nhiên nở rộ trên bầu trời đêm. Trời đã tối. Sở Qua ngẩng đầu nhìn trời, pháo hoa sáng chói chiếu rọi sắc trời đêm, dường như có thể nhìn thấy ngân hà ở nơi xa xôi kia, như ẩn như hiện trong bầu trời đêm. Quay đầu nhìn lại, Thu Vô Tế cũng đang ngẩng đầu nhìn trời, dung nhan tuyệt sắc còn tươi, đẹp hơn cả pháo hoa. Trên con đường đi bộ rộn ràng, biển người ào ạt dường như đã cách cả một thế giới, chỉ có dung nhan của nàng chiếu sáng trong tim. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Tạm dịch là, gió vàng xương ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian. Chương 114, lúc làm giả thành thật. Ta đã cùng bạn gái đi chơi thất tịch đấy, tâm tư của Sở Qua đều đang lơ lửng. Rất đột nhiên, nhưng dường như cũng không phải đột nhiên lắm. Nếu như sẽ cùng một người trải qua thất tịch, đó đương nhiên chỉ có thể là Thu Vô Tế. Người từ trong sách đi ra. Tốt thật, cái gì là đêm thất tịch? Thu Vô Tế hỏi Sở Qua. Ừm. Ánh mắt Sở Qua rời rạc, chính là ngày lễ của những người yêu nhau. Ai ra, đừng đánh, ta thật sự không biết hôm nay chính là đêm thất tịch. Kỳ thực cứ coi như không có gì là được, chúng ta chỉ là thuần túy ra đây chơi mà thôi, tâm tịnh tự nhiên thành. Chúng ta ra đây chơi mới biết là đêm thất tịch, chứ không phải bởi vì đêm thất tịch ngươi mới đưa ta ra đây. Thu Vô Tế cua chín đóa hoa hồng trong tay, rất nghiêm túc nói, ngươi không nên vì vậy mà có hiểu lầm gì. Sở Qua cười tủm tỉm, ta nhận hoa là bởi vì mua thì cũng đã mua rồi, không nên lãng phí. Thu Vô Tế càng thêm nghiêm túc, lát nữa đem về còn có thể trồng, ta có pháp thuật có thể khiến chúng nó tiếp tục sống. Sở Qua vẫn là cười híp mắt, đúng, biết rõ. Cái giọng của ngươi đúng là kỳ quái. Ăn ở tiệm này thế nào? Bò bít tết kiểu Ý, có thể thử một chút phong vị của nước khác. Ăn ngon không? Chắc cũng được. Tại sao ăn bữa cơm còn phải đứng xếp hàng? Đây chẳng phải là chứng minh ăn ngon sao? Kiến thức của người phàm, đổi một tiệm khác thôi. Thu Vô Tế nắm cổ áo của Sở Qua, nhìn một dãy người ngồi ở bên ngoài xếp hàng, cái bộ dáng đó thật ngu xuẩn. Ta thì nghi ngờ hôm nay nếu chúng ta không xếp hàng sẽ không ăn được gì cả đâu. Vậy thì không ăn, thừa dịp người khác ăn cơm, chúng ta đi làm những thứ khác, có thể không cần phải chen lấn như vậy. Dù sao trên đường cứ mãi ăn đồ ăn vặt nên cũng không đói bụng, nếu trễ chút nữa có đói bụng thì cứ ăn khuya là được chứ gì. Sở Qua sợ hãi than, Thu tông chủ, quả thực thông minh, cái này cũng phải nói. Thu Vô Tế ngẩng đầu, đuôi ngựa hất cao, đạo lý này ở thế giới nào cũng có, do ngươi ngốc thôi. Sở Qua suy nghĩ một chút, móc điện thoại ra đặt trước vé xem phim, cũng chả cần quan tâm hôm nay là chiếu phim gì nữa, có thể mua được vé cũng đã tốt lắm rồi. Tìm nửa ngày mới thấy suất 9 giờ còn dư lại 2 vé chỗ ngồi trong góc, Sở Qua dựa vào tốc độ tay của 28 năm đơn thân nhanh chóng đặt vé. Thở ra một hơi, đi thôi, cứ vào khu vui chơi trước, lát nữa chúng ta đi xem phim cũng vừa đúng lúc. Hai người nhanh như chớp vào khu vui chơi, Sở Qua mua vé vào cửa. Thu Vô Tế nói, người ở đây còn nhiều hơn so với tàu điện ngầm, tại sao lại không cần mã QR? Sở Qua, HMMM. Thu Vô Tế chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không tiếp tục xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc kia, lắc đầu ra vẻ không hứng thú cho lắm. Bản thân cũng có thể bay được, còn ngồi cái này làm gì? Một đám người ngồi trên đó la hét ầm ĩ, đúng là ngu ngốc. Sở Qua sớm đã liệu trước, cười nói, có muốn thử cái đó một chút hay không? Thu Vô Tế quay đầu nhìn về hướng hắn đang chỉ, có người dùng phi tiêu đang ném khí cầu, một cái cũng ném không trúng. Bên cạnh bày biện một đống đồ chơi, ngược lại là rất đáng yêu. Cái này là làm gì vậy? Phi tiêu ném chúng rồi sẽ được tặng đồ hay sao? Đúng vậy à, cái này đối với ngươi không phải rất dễ dàng kiếm được hay sao? Thu Vô Tế do dự một lát, cái này gạt người ta, không tốt lắm đâu. Ngươi dựa vào bản lĩnh của mình,
sao lại là gạt người? Ta tu tiên, thật sự không có chút tính khiêu chiến nào, cho dù là trò chơi cũng phải có chút tính khiêu chiến mới có chút thú vị. Sở Qua nghiêng đầu nhìn nàng cả nửa buổi, phát hiện nàng đích thực là không có hứng thú cho lắm, bất đắc dĩ vò đầu, nhà ngươi a, dường như không hề có tâm hồn trẻ thơ chút nào. Nói ra cũng phải, muốn khiến một lão bà tu hành hơn vạn năm có hứng thú với trò chơi, chỉ sợ là không hề dễ dàng. Đã lên vi tính chơi lâu như vậy, chỉ xem phim và tra tài liệu, khắp nơi đều có quảng cáo trò chơi cũng không thấy nàng hiếu kỳ mà chơi thử. Ừm, lòng hiếu kỳ và tính thích chơi đùa cũng không nhiều, quá là phật hệ, nếu không bọn họ cũng sẽ không lâu như thế mới ra đây chơi lần đầu. Nghĩ như thế, hết rồi, cái nhà ma mà hắn mong đợi nhất cũng trở nên không còn ý nghĩa gì nữa. Cái quỷ gì có thể dọa được nàng chứ, không chừng bị nàng cho một cái thái hư hỏa hóa thành cho bụi. Nghĩ trái nghĩ phải một hồi mà nhức cả dái, vé vào cửa rất đắc a. Khóe miệng Thu Vô Tế lộ ra nụ cười, đi thôi, cái nhà ma. Sở Qua ngây ngốc, sao ngươi biết được? Ta tìm thấy. Thu Vô Tế chắp tay sau lưng từng bước một đi về phía trước, nghe nói bạn trai đưa bạn gái đi chơi, chỗ yêu thích nhất chính là đu quay và nhà ma. Đu quay có thể khiến cho hai người ở chung trong một cái phòng nhỏ trên trời, đợi cho cô gái bị dọa đến tái nhợt thì liền ôm ôm ấp ấp một chút. Sở Qua, gạt người đó, bọn họ cài nút rất chặt giống như ôm cái chùy á. Thu Vô Tế không để ý tới hắn, nói tiếp. Trong nhà ma có thể thấy những cô gái sẽ bị dọa đến tự mình nhảy vào ôm lấy hắn. Sở Qua, gạt người đó, những cô gái thời bây giờ, bình pha lê cũng có thể đâm chết quỷ. Thu Vô Tế thả nhiên nói, bản tọa ngược lại muốn xem bọn họ làm sao giả thần nhác quỷ. Sở Qua, ta cảm thấy hay là thôi đi, ta sợ phải đền tiền cho người ta. Thu Vô Tế, bản tọa giống như loại người không có chừng mực như vậy sao? Nhà ma, ẩm. Sở Qua nhìn thấy nhân viên giả quỷ bị Thu Vô Tế một chưởng đánh văng xuống đất, bưng kín lấy mặt. Là sao? Thu Vô Tế lắp ba lắp bắp, không phải nói đều. Là giả hay sao? Tại sao lại có người thật nhào tới như vậy? Bản tọa làm cảm nhận được khí tức người thường đang tiếp cận mới phải ra tay đánh lại. Nếu như không, lỡ có người ám toán thì phải làm sao bây giờ? Sở Qua, ngươi phải tin tưởng ta. Tên nhân viên nằm trên mặt đất kia vừa tức vừa gấp, bây giờ đều phải cố gắng đạt mức chân thật, nếu không thì ai sẽ chơi chứ? Vậy, Thu Vô Tế lúng túng nói, chẳng phải như vậy thì các ngươi sẽ thường xuyên bị đánh hay sao? Tên nhân viên lấy tay che nửa bên mặt rỗ, người khác nhìn thấy quỷ, trước tiên sẽ nép vào bên cạnh bạn trai mình. Ta đóng vai quỷ nhiều năm như vậy chưa thấy ai dám tát thẳng vào cái mặt quỷ của mình như vậy. Ngay cả đàn ông cũng không có. Sở Qua không ngừng xin lỗi, anh ơi xin lỗi xin lỗi, bạn gái của ta có chút bạo lực. Cái đó là có chút bạo lực hay sao? Tên nhân viên ôm mặt, trên mặt cảm thấy rất đau, ngược lại là nhìn vào mặt Sở Qua, trong ánh mắt toát ra sự đồng tình khôn xiết. Tên này ở nhà chắc hẳn sẽ rất thê thảm, phần lớn chính là cái dạng phải quỳ trên sầu riêng. Sở Qua mặt đỏ tới mang tai, vội vàng kéo Thu Vô Tế cũng đỏ cả mặt rời đi, hai người nhanh chóng tiến vào một lối đi khác, tránh xa cái ông anh giỏi bói toán đoán trúng phốt việc quỳ sầu riêng kia. Ta không phải cố ý. Thu Vô Tế đã quên mất tay đang bị hắn kéo, yếu ớt giải thích. Ừm. Sở Qua nhìn lén cái tay đang bị mình kéo kia, tâm tình là lạ. Người khác là bị hù dọa đạt thành mục đích, còn bản thân đây là sau khi đánh quỷ, ngoài ý muốn đạt thành mục đích, suy nghĩ cũng cảm thấy có chút không đúng. Mặc kệ, đạt thành mục đích là được, lát nữa sẽ cho cái ông anh đóng giả quỷ kia một chút tiền bo. Hù, lại một con ác quỷ lao tới, hóa ra còn chưa nhận được sự cảnh báo của đồng nghiệp. Sở Qua cũng không dám để cho Thu Vô Tế xuất thủ nữa. Trước tiên kéo nàng vào ngực mình, xoay người lại, dùng lưng ngăn trước mặt ác quỷ. Cái trán của Thu Vô Tế chạm vào ngực của hắn, trong lòng lại khẽ động, có cảm giác khó nói nên lời đang lan tràn ở trong lòng. Rõ ràng nàng thừa biết bọn quỷ này là giả thôi. Mặc dù biết rõ, cho dù là quỷ thật, thì bản thân cũng có thể chỉ phất tay thôi cũng khiến cho bọn chúng biến thành tro bụi. Nhưng khi có người dùng lưng đỡ lấy nguy hiểm, kéo mình vào trong ngực để bảo vệ, cái cảm giác kia phải chăng đã hơn một vạn năm không có trải nghiệm qua. Sở Qua kéo nàng vào lòng, thấy nàng có vẻ không chút phản ứng, có chút chột dạ buông ra, cái đó. Ta sợ ngươi không nhịn được, lại phải bồi thường tiền thuốc men. Cái gì ý cảnh, cái gì thể nghiệm đều bị phá vỡ đến không còn một mảnh. Bồi thường tiền thuốc men cho ngươi á Sở Qua.
Thu Vô Tế hung tợn một cước giẫm lên chân hắn, sải bước bỏ đi. Sở Qua ôm chân khập khiễng nhảy nhảy ra ngoài, ai nha, ai nha, đợi ta với. Đây là sao vậy? Thật là, dựa vào thực lực độc thân 28 năm của hắn. Các bạn đang nghe chuyện nữ chính từ trong sách chạy ra, ngoài của tác giả Cơ Xoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 115, cô gái của thế giới này, 1. Coca-Cola, bỏng ngô, trứng gà cũng lấy một phần, có chút đói. Sở Qua giống như kim kê độc lập đứng trước quầy của rạp chiếu phim mua đồ, Thu Vô Tế thì sụ mặt đứng ở bên cạnh chờ. Thôi thì nể mặt những thứ hắn mua, thường thì sẽ rất ngon. Còn giả vờ kim kê độc lập gì chứ, kim trung cháo của ngươi đã luyện đến mức này thì còn đau gì chứ, Cái Sở Qua đau là ở trong lòng, nước mắt đã sắp chảy ra. Sau khi rời khỏi nhà ma, phản tỉnh bản thân một chút, thiếu chút nữa thì tát cho bản thân 10 cái bạt tai. Tốt xấu gì cũng là xuất thân từ một tay viết lách văn hậu cung, những nam chính dưới ngòi bút của mình giỏi giang biết bao nhiêu. Đến phiên bản thân mình tại sao lại cứng nhắc như vậy được chứ? Nếu như là lúc viết chuyện, thì nam chính phải biểu hiện như thế nào đây? Có lẽ là dùng ánh mắt thâm tình cúi đầu nhìn vào đôi mắt của nàng, ôn nhu nói, bất luận nguy hiểm là thật hay giả, ta cũng sẽ che chở cho nàng. Hoặc là đổi vai một tổng tài bá đạo cũng được, đây là việc của nam nhân. Đây quả thực là một sự đối mặt có thể phối thêm nhạc nền, vậy mà hắn lại bỏ lỡ như thế. Cho nên đừng nghĩ sẽ học theo sách, bởi vì viết sách cũng chỉ là viết thôi, đến phiên mình lâm trận thì không được, xong việc rồi mới tỉnh ngộ thì có đếch dùng gì chứ hu hu hu. Chim cánh cụt béo rơi lệ, Sở Qua chen qua đám người đi tìm Thu Vô Tế, rất vui vẻ đưa tất cả những thứ đó cho nàng, có đói bụng không, ăn chút đi. Thu Vô Tế nhìn cái chân chó kia của hắn vừa giận vừa buồn cười, lại nói hắn không phải là tay sát gái đương nhiên là chuyện tốt, phải lẽ phải giỏi giang như những nam chính dưới ngòi bút của hắn hay sao? Vậy sẽ không phải là đạp chân nữa, mà là một cái tát dính thẳng vào mặt hắn. Nhìn xung quanh, rất nhiều người đều ăn món bắp rang này, Thu Vô Tế cũng rất chờ đợi, cảm thấy đây chắc chắn là mỹ thực nhân gian, kết quả sau khi ăn thử một viên thì cảm thấy rất bình thường. Cái thứ này cũng bình thường thôi, không ngon bằng mấy món trước đây ngươi chọn, tại sao lại nhiều người ăn như vậy chứ? Xem phim mà ăn bắp rang chính là tiêu chuẩn nhất, ta cũng không biết vì sao, thậm chí có phim còn cho ra đời từ chuyên dụng gọi là phim bắp rang. Cái này, Thu Vô Tế liền coi như nhập gia tùy tục, dùng cánh tay đang ôm bó hoa hồng kia ôm lấy túi bắp rang, còn tay kia thì móc bắp rang mà ăn. Phim sắp mở màn, những người phía sau xô lên, Thu Vô Tế không dùng pháp lực hộ thân, ngược lại bị người ta chen đến nỗi hơi lảo đảo một chút. Nhưng trước tiên dùng pháp lực che lấy hoa hồng, rất nhanh lại phát hiện bản thân va vào một bộ ngực ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lên, Sở Qua cả người ôm chầm lấy nàng, ngay cả kim trung cháo cũng đã vận dụng, đứng đó vững như tùng bách. Lúc này cũng đang cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, bất luận, câm miệng. Thu Vô Tế tức giận, nói, nếu như ngươi dám bắt chước nhân vật chính trong bộ sách kia, ta sẽ đánh chết ngươi. Sở Qua im lặng. Sở Qua cảm thấy hạnh phúc đến tận đáy lòng, nhanh chóng cầm lấy bàn tay không kia của Thu Vô Tế, người quá đông, cẩn thận coi chừng bị tách ra. Thu Vô Tế cúi đầu nhìn bàn tay, cũng không nói cái gì. Bên trong biển người cuồn cuộn, hai người kề sát vào nhau, tay nắm tay theo dòng người tiến lên. Nữ tông chủ tu tiên kia không hề vận dụng pháp thuật nào để hộ thân, cái duy nhất mà nàng bảo vệ chính là những đóa hồng trong tay. Mắt kính này là sao? Ta không cần đeo kính. Để xem 3D sẽ khiến ngươi có cảm giác như thật vậy. Ý nghĩa lớn nhất khi đến rạp xem phim phần lớn là nằm ở đây. Phim trên vi tính không có hiệu quả này, hình như cũng có, nhưng phải mua thêm thiết bị. Phải không? Thu Vô Tế ngược lại cảm thấy cái ý nghĩa này cũng không phải là quá lớn. Bao gồm cả đáp án của những người khác trả lời trên Internet tại sao phải đến rạp chiếu phim, cái gì âm thanh sống động, rất có không khí, rất có cảm giác a, đều không có ý nghĩa gì. Ý nghĩa chân chính là trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo này, ở cái hàng cuối cùng hẻo lánh kia, mơ hồ cho người ta cái cảm giác giống như trong phòng tối vậy, dường như có thứ gì đó muốn phát sinh trong lòng, tim đập rất nhanh. Tay của hắn còn đang cầm, nắm đến bây giờ còn chưa chịu buông ra, có thể cảm nhận được trong lòng bàn tay hắn cũng có chút mồ hôi, mới phát giác thì ra hắn cũng rất khẩn trương, tim đập còn nhanh hơn. Hắn đang suy nghĩ gì vậy?
Tóm lại chắc chắn là không phải đang xem phim. Những hình ảnh trong phim kia có lẽ một cái cũng không nhập vào đầu hai người được. Ngược lại càng giống cái ngày kia, cái không khí là lướt trong hộp đêm đó, hai người trốn trong chỗ ngồi ở góc dành cho tình nhân kia, sự kiêu diễm của giờ khắc đó. Kỳ thực đây cũng chỉ là bản nhái của thời khắc kia mà thôi, chẳng trách đàn ông vẫn cứ thích mới bạn gái đi xem phim. Thu Vô Tế nghĩ đến đây cũng liền trở nên điềm tĩnh, sóng gió gì mà bổn tông chủ ta chưa gặp qua. Chương 116, cô gái của thế giới này, 2. Thu Vô Tế liếc mắt nhìn lén Sở Qua, bắp rang và trứng gà đang đặt ở giữa hai người, nắm tay như vậy không dễ lấy a. Nàng suy nghĩ, liền gác hoa hồng lên đầu gối, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa qua bên kia, lấy một cái trứng gà nhanh chóng ném vào trong miệng, cái này còn chưa ăn qua đấy. Ừm, cái này cũng ngon thật nha, ngon hơn bắp rang bơ. Nàng lại lặng lẽ lấy Coca-Cola, hút hút. Dư quang nên khóe mắt Sở Qua đều đã thấy tất cả, có cảm giác dở khóc dở cười. Bản thân mình thì khẩn trương ngồi đờ ra lấy, chẳng dám nhúc nhích, nàng ngược lại đúng là mở lòng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Phim của đêm thất tịch chắc chắn là phim tình cảm chiếm đa số, bên trong màn ảnh không ngoài dự liệu cũng có cảnh hôn hít, không khí trong rạp chiếu phim trở nên có chút kỳ lạ. Kỳ thực cái nụ hôn nhẹ này cũng không hung tàn bằng bình thường xem trong phim truyền hình kia, nhưng đôi tình nhân đang ngồi bên cạnh Sở Qua kia lại bất giác mà ngồi tựa vào nhau, cô gái vùi đầu vào trong ngực của chàng trai kia, còn chàng trai ngay lập tức cúi đầu tìm môi của cô ta. Làm gì có chuyện nhìn thấy cảnh không hợp với trẻ con mà không cầm lòng được chứ, có vẻ như các ngươi từ sớm đã mong đợi cái màn này rồi cơ mà, chỉ là cho đôi bên một cái cớ mà thôi. Lén nhìn Thu Vô Tế đeo kính 3D mắt nhìn màn hình, vừa nhìn vừa hút Coca-Cola, bức tranh này đối với nàng đã không còn chút tính sát thương nào. Ngươi phải chăng cũng đang cần một cái cớ như vậy? Trong lòng Sở Qua thầm nghĩ. Thế là hắn trở nên can đảm, giật giật đầu ngón tay út của bàn tay đang nắm, lặng lẽ ngoéo ngoéo vào lòng bàn tay của Thu Vô Tế. Động tác hút Coca-Cola của Thu Vô Tế có hơi dừng lại, ngọc thủ thon dài dường như có chút đáp trả. Ngao, âm thanh thảm thiết còn đang bị ức chế kia, khiến cho đôi tình nhân ngồi bên cạnh ngồi ngay ngắn trở lại, liếc mắt nhìn Sở Qua, chỉ thấy hắn ôm lấy tay mình, cong queo như con tôm vậy. Có lẽ đây là chiến quả duy nhất của lần thăm dò tấn công thảm bại mà quay về này, chính là quấy rối một đôi cẩu nam nữ khác đang cắn nhau sao. Sở Qua lệ rơi đầy mặt, bộ phim hôm nay không tệ. Bộ phim 2 tiếng đồng hồ đã hết, sau khi mọi người từ từ tản ra, con đường từ từ trở nên lạnh lẽo, đều là từng đôi tình nhân nắm tay nhau mà đi, lưu luyến không rời. Thu Vô Tế nhìn theo một cô gái đang ngồi phía sau xe đạp của một thanh niên, ôm lấy eo của anh ta. Tựa trên lưng của anh ta, gió đêm thổi tung bay mái tóc dài của cô gái, nụ cười rất ngọt ngào. Cũng không biết là nàng nói phim không tệ, hay là nội dung trong phim đây, hay là cảnh tượng ở trước mắt. Dù sao Sở Qua cũng không biết bộ phim đang nói về cái gì, thậm chí nam nữ chính khuôn mặt ra sao cũng không để ý. Mà cảnh tượng trước mắt này hắn chỉ cảm thấy giống như một con chó đang bị ngược đãi. Tất cả mọi người đều là một nam một nữ đêm thất tịch đi xem phim, người khác thì âu yếm nhau. Nói không chừng một lát nữa họ sẽ kéo nhau đi khách sạn đây, còn ta đến bây giờ ngay cả cái xương tay còn đang đau đây này. Đang bộ mặt táo bón, thì nghe Thu Vô Tế thấp giọng hỏi, cái xe đạp này. Ngươi biết đạp chứ? Sở Qua giật mình, ánh mắt lập tức sáng lên, biết. Đương nhiên là biết. Xe đạp vốn không thể lôi kéo người, vậy mà không thể không thừa nhận những thương gia này đặc biệt có đầu óc. Từ trong rạp chiếu phim bước ra không bao xa liền có dịch vụ cho thuê xe đạp. Và lại còn cung cấp cho thuê xe cả đêm, để cho người ta ngày mai trả lại. Lão chủ tiệm nháy mắt nhìn đôi nam nữ trước mắt mình, lộ ra nụ cười mập mờ, một đêm 99 đồng, chúc hai người thiên trường địa cửu. Sở Qua nhìn cái xe rách, cho dù có mua đi nữa cũng không đáng 99 đồng, nhưng vẫn cực kỳ vừa ý với câu chúc này, bởi vì Thu Vô Tế không hề phản bác. Nghĩ lại trước đó lúc cô bé bán hoa kia nàng cũng không phản bác. Có lẽ đã bị người ta hiểu lầm quen rồi, cho nên nàng cũng chẳng buồn bác bỏ hay sao. Tóm lại Sở Qua đột nhiên cảm thấy tay không đau nữa, vui sướng hài lòng đeo lên xe đạp, đi thôi, phụ thần sẽ đưa ngươi đi lãnh hội cảnh đêm bên bờ sông, rất đẹp. Thu Vô Tế cũng không đáp lời, bắt chước cô gái kia ngồi lên yên sau. Xe đạp lao vùn vụt bên bờ sông, gió sông phần phật thổi qua,
thổi đến nỗi tóc tai Thu Vô Tế bay bay che kín cả hai gò má. Nàng cũng chẳng buồn vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn ngân hà trên bầu trời kia, lại cúi đầu khẽ ngửi những đóa hồng trong tay. Đây là những thứ mà các cô gái ở thế giới này nên trải nghiệm hay sao? Nếu như phía sau lưng Sở Qua có đôi mắt, rất có thể sẽ nhìn thấy, khóe miệng Thu Vô Tế từ đầu đến cuối đều có ý cười, đẹp đến nỗi dường như không còn thuộc về nhân gian này nữa. Các bạn đang nghe chuyện nữ chính từ trong sách Chạy ra ngoài của tác giả Cơ Xoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 117, Ngưu Lang chức nữ, 1. Bên bờ sông Giang, trời đã tối dần, buổi tối bắt đầu có chút mưa bụi, khẽ lướt qua mặt, khiến cho Hạ Mạt cảm thấy mát lạnh và thoải mái. Xe đạp từ từ đi dọc theo đường Giang Tân, mơ hồ có tiếng người nói truyền tới. Đó là Sở Qua đang kể về câu chuyện thất tịch gặp nhau ở cầu Hỷ Thước theo yêu cầu của Thu Vô Tế. Con gái thời nay, những câu chuyện này chắc chắn là phải biết, có đúng không? Sự tích thất tịch ư, là ngày xưa. Ngày xưa có một chàng trai đôn hậu tên là Ngưu Lang. Thu Vô Tế cảm thấy đó là một câu chuyện rất đẹp, đoạn mở đầu của câu chuyện khiến nàng cảm thấy có chút giống với mình và Sở Qua. Một người là tiên nữ, một người là phàm nhân. Kết quả nghe mãi liền thấy không đúng với hy vọng trong lòng lắm liền nói, này, Ngưu Lang này trộm y phục của người ta mà. Sao lại gọi là đôn hậu? À, chuyện là như vậy mà. Ngươi bịa ra hả? Ta bịa nhiều sách như vậy cũng chưa từng bịa ra nhân vật chính, đây thật sự không phải do ta bịa ra. Thời đại khác nhau, thế giới quan của con người cũng khác nhau, còn về thế giới mà mọi người tương đối tôn trọng phụ nữ của nàng đó. Bởi vì đó là căn cứ theo thế giới quan của ta mà viết, nếu thật sự muốn viết như cổ đại, cũng không tốt như vậy. Thu Vô Tế đen mặt nghĩ, hình như cũng gần như vậy, Ngưu Lang trộm y phục của người ta, ngươi thì trộm tất chân của người ta. Sở Qua im lặng, dường như cảm thấy mình so sánh cũng không đúng lắm. Sở Qua thật sự rất tôn trọng bản thân, vẫn may anh không giống Ngưu Lang. Thu Vô Tế hừ hừ nói, dù sao nếu như là ta, một cái tát cho Ngưu Lang đầu cũng nát bét à. Sở Qua đau lòng nhức óc nói, rõ ràng ta viết là nữ kiếm tiên, sao lại biến thành như vậy chứ? Ngươi không cho ta dùng kiếm. Thu Vô Tế nói, thế giới này ta thấy cũng không có ai cầm kiếm, cho nên đổi sang cách đánh khác đi, trở về ta. Suy nghĩ một chút, sáng lập ra môn vỗ đầu thần thông, ở đây dùng tiện hơn, còn nghe cổ tích nữa không? Thu Vô Tế cảm thấy nguồn gốc của tình yêu này cũng khiến nàng không có cách nào thích ứng được, không nghe nữa cũng được. Sở Qua nói, tuy rằng mở đầu có chút tào lao, nhưng phần sau vẫn rất cảm động, bằng không cũng sẽ không lưu truyền đến nay trở thành ngày lễ truyền thống. Anh ngừng lại một chút, tiếp tục kể xong câu chuyện, lại nói, bất luận là mở đầu có tào lao thế nào, thì Ngưu Lang chức nữ đã định là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Mỗi năm vào ngày thất tịch, Hỷ Thước sẽ tự bắc cầu, là điều mà mọi người mong ước người có tình cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Cũng gửi gắm kỳ vọng của mọi người đối với tình yêu thiên trường địa cửu, cho nên vào ngày này, trai gái yêu nhau sẽ hẹn nhau. Vốn dĩ là ngầm ám chỉ mình và Thu Vô Tế lúc này chính là trai gái yêu nhau, kết quả Thu Vô Tế lại không tiếp nhận. Ngược lại còn lặng lẽ một hồi, mới chậm rãi nói, trên trời dưới đất gặp nhau, ngăn cách hai giới, vượt khó gặp nhau sao. Kẻ Sở Qua bóp phanh lại, suýt chút nữa thì ngã, tức giận nói, nàng nói linh tinh gì vậy. Quán tính của phanh xe khiến cho Thu Vô Tế bất ngờ đập vào lưng của hắn, vô thức đưa tay ra ôm lấy eo của hắn. Sở Qua chỉ cảm thấy trên lưng có gì đó mềm mềm dán vào, nhưng một chút cũng không thèm thể nghiệm, vẫn tức giận nói, đừng có kéo. Không biết làm sao, rõ ràng bình thường đều là mình đánh anh ta, nhưng hắn nổi giận, Thu Vô Tế cũng có chút giật mình. Nàng bĩu môi, buông lỏng eo hắn ra ngồi thẳng lên, nhưng cuối cùng cũng không dám tiếp tục đề tài này nữa. Có chút yếu ớt nói, chính là như vậy, cũng cuối cùng có thể gặp nhau, ngươi gấp gì mà gấp. Một năm gặp một lần là chuyện tốt gì chứ? Sở Qua tức giận nói, sở dĩ sự tích lưu truyền thiên cổ, không phải là bởi vì nó đẹp, mà là bởi vì nó có chỗ tiếc nuối. Cổ tích có thể tiếc nuối, hiện thực thì không thể. Chương 118, Ngưu Lang chức nữ, 2. Được rồi, gấp cái gì? Thu Vô Tế ôn nhu nói, ngươi cũng không phải là Ngưu Lang, ngươi là thiên đế của chúng ta. Có thể phân cách Ngưu Lang chức nữ, chỉ có bản thân ngươi thôi. Sở Qua ngây người, không nói chuyện nữa.
sở dĩ sẽ bị một câu nói vô tâm của Thu Vô Tế chọc cho nổi giận, chính là bởi vì trong lòng hắn vốn cũng mơ hồ có chút lo lắng, điển hình là gấp rồi. Đến ngày hôm nay, Thu Vô Tế vì sao có thể xuyên ra, mọi người đều không hiểu rõ. Ngộ nhỡ ngày nào đó không ra được nữa thì sao đây? Bởi vì một câu flash là thật sự có khả năng thành sự thật, đâm vào điểm mà nội tâm Sở Qua sợ nhất, muốn né tránh nhất. Thế nhưng lời này của Thu Vô Tế cũng không hề sai. Ngươi là phụ thần, không phải là Ngưu Lang. Thế giới ở trong tay ngươi, có thể gặp gỡ hay không, là ở bản thân ngươi, không phải do người khác phát từ bi, cũng không phải do hỷ thước. Hơn nữa lời này của Thu Vô Tế có chút ý tứ. Nàng đang mặc nhận rằng chúng ta chính là quan, hệ Ngưu Lang chức nữ ư. Sở Qua ngửa mặt lên nhìn trời, mặc cho mưa bụi rơi vào mặt, hít một hơi thật dài, bỗng nhiên cười nói, nàng nói xem, bọn họ một năm mới gặp mặt một lần, lần này nên làm cái gì? Thu Vô Tế gắt một tiếng, lái xe của ngươi đi. Sở Qua bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tay lá cũng không cầm nữa. Thu Vô Tế tức giận nói, lại làm loạn cái gì nữa yêu thiêu thân. Sở Qua bi phẫn nói, bọn họ ở trên trời làm chuyện đó, cho nên mưa này là cái gì? Thu Vô Tế trợn mắt há miệng. Sở Qua cố hết sức đạp xe thật nhanh, chạy như một cơn gió nói, đi, ăn khuya thôi, tính là tìm nơi tránh mưa. Thu Vô Tế im lặng. Bên cạnh có một quảng trường, thuộc lão thành khu rồi, đèn đường lờ mờ, phòng ốc đã là phong cách của 20-30 năm về trước rồi. Góc đường có một cửa hàng vẫn sáng đèn, nhìn như nhà hàng nhỏ, bán đồ ăn khuya, bên trong còn có người vừa mới từ trong quầy đi ra để tính tiền. Sở Qua dừng xe, kéo Thu Vô Tế vào trong. Thu Vô Tế cảm thấy kẻ này bây giờ đang cố ý kéo tay nàng, bởi vì vào cửa này không hề cần thiết, lại cũng sẽ không bị người khác đụng chúng. Đang lúc nàng muốn rút tay về, ánh mắt đã lướt qua chỗ người tính tiền kia, trong lòng bỗng nhiên giật thót một cái, tay cũng quên rút luôn. Nàng nhận ra người thanh niên này chính là người dị năng lúc sáng viết chữ trên mặt, mới nhớ tới hôm nay là Thất Tịch à. Có người nhìn thấy Sở Qua và Thu Vô Tế tay trong tay đi vào, đau lòng nhức óc nói với bạn đi cùng. Người ta đôi tình nhân trẻ tay trong tay, sao tôi lại ở đây đánh rắm với một đám các cậu chứ? Mọi người đều cười, ánh mắt lướt qua chỗ hai người Sở Qua, thanh niên đó nhìn thấy Thu Vô Tế, đôi mắt cũng có chút đăm đăm. Đây chẳng phải là mỹ nữ đã gặp buổi sáng sao? Trùng hợp như vậy ư? U, hóa ra là có nam nhân rồi à? Lại thấy một tên béo cười nói, vậy tính là gì? Chúng ta vẫn còn tốt đấy, tối thiểu vẫn có bạn bè tụ tập. Tôi và A Tuấn gần đây có đọc cuốn sách đó, tác giả mới gọi là bi kịch, Thất Tịch mà. Còn hơn thế nữa, muốn tản phát hương vị của cẩu độc thân, càng nghĩ càng sảng khoái. Người khác hỏi, tác giả cẩu độc thân thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu khoái cái gì mà khoái? Ai bảo hắn đã ngắn nhỏ rồi lại còn hay cắt chương, đáng đời. Tên béo quay đầu sang nói với thanh niên đó, à, đúng rồi, A Tuấn tôi nói với cậu này, hôm nay tôi đã bất ngờ phát hiện ra Sở Đại chắc chắn là người Giang Nam chúng ta đó à. Sở Qua hỏi chấm. Thanh niên thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Thu Vô Tế, ngạc nhiên nói, đừng nói với tôi là cậu thật sự thuận theo đường mạng để đi đánh hắn nhé. Tên mập chống nạnh nói, đương nhiên, đánh không chết hắn đâu, cho nên buổi chiều đã ngoan ngoãn viết xong cốt truyện rồi đó thôi. Ai già, cũng là xúc động rồi. Thanh niên, đánh hay lắm, hai ngày nay vẫn luôn viết cái gì Sở Thiên Ca, lao tư muốn đọc Thu Vô Tế à. Thu Vô Tế cùng Sở Qua đều chỉ biết im, lặng. Các bạn đang nghe chuyện nữ chính từ trong sách Chạy ra ngoài của tác giả Cơ Xoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 119, Thất Tịch của một số người khác, 1. Một nhóm người nhàn rỗi nói chuyện phiếm đã tính tiền rời đi rồi, chủ tiệm là một đôi vợ chồng trung niên, cười ha ha với Sở Qua ở bàn bên, hai vị ăn gì. Sở Qua vẫn còn đang trợn mắt há miệng nhìn theo bờ mông của tên béo đã đi xa, hắn rất muốn nói chuyện với độc giả cách đường dây mạng cho hắn một nắm đấm kia, nhưng trong đầu lại truyền đến nửa ngày cũng không biết là nên đáp lại thế nào. Ta chính là Sở Qua, vậy cũng thực sự là quá xấu hổ rồi. Vẫn là nói nắm đấm đó của ngươi cách đường mạng đến chưa đủ nghiện, hiện giờ ta đang đứng ở đây, đến đánh ta đi. Cứ chần chừ như vậy, người ta đã đi rồi, đuổi theo thì càng ngượng hơn, chỉ đành trợn mắt nhìn theo người ta rời đi, ngay cả lời của chủ tiệm cũng không trả lời. Ngược lại là Thu Vô Tế đã cùng Sở Qua đi giao lưu bên ngoài lúc làm người gỗ xem hắn phát ngôn,
lúc này đã trở thành một người giấy thành thục rồi, có thể tự mình gọi đồ ăn rồi. Hai bát mì thịt bò, đều thêm trứng. Chủ tiệm cười ha ha rời đi. Cùng lúc này Thu Vô Tế truyền âm bí mật nói, gia hỏa này là đang ở đây nghị sự, thần niệm của ta đi theo rồi, xem bọn họ còn nói những gì. Thu Vô Tế hiện giờ là đang kéo dài thời gian ở lại, rất khó sử dụng thuật pháp đặc biệt là thần niệm, có thể thấy người dị năng này vẫn là khiến cho nàng cảm thấy rất nhiều hứng thú. Hơn nữa mọi người còn rất có duyên, nghĩ đến đây lại còn là độc giả của Sở Qua, còn thích đọc Thu Vô Tế, nàng thật sự cảm thấy quá có ý tứ rồi. Sở Qua lấy lại tinh thần, đè ép thanh âm nói, kẻ mập đó hôm nay có thể cách đường dây mạng đánh ta, ta cảm thấy dị năng này rất không hợp lẽ thường. Tuy rằng lực lượng rất yếu, thế nhưng loại hiệu quả tìm kiếm tin tức Internet này, hacker đỉnh cấp gì đó cũng không làm được. Không biết hắn cái này là chỉ có thể dùng nắm đấm hay là còn có thể dùng vũ khí khác. Chỉ là nắm đấm hư ảnh thôi thì còn đỡ, nếu như có thể dùng đao đâm ra vậy thì chính là giết người vô hình thật rồi. Thu Vô Tế khẽ gật đầu nói, ta nói rồi dị năng của bọn họ rất thú vị, thanh niên đó nói muốn đọc Thu Vô Tế. Hắn có khả năng là thuật hoặc tâm của ta có hiệu lực rồi, đáng tiếc kẽ hở cũng rất rõ ràng, giá trị sử dụng có chút không tốt lắm. Thuật hoặc tâm có thể có hiệu lực với nàng. Sở Qua hiểu rõ phân lượng của câu nói này hơn bất kỳ ai. Đây không phải là một thiếu nữ thanh xuân, mà là một vị phân hồn độ kiếp tu sĩ. Một người phàm nhân có năng lực đặc biệt có thể có hiệu lực đối với nhân vật như vậy, đây là khái niệm gì? Càng huống hồ Thu Vô Tế là nữ chính của văn mạng, đã được trang bị kỹ năng tránh xét bậc nhất rồi, tu sĩ tà đạo gì cũng không thể giở trò ở trên này, đây là bảo hộ. Siêu Việt mang tính quy tắc rồi. Ồ đúng rồi, thế giới này thì lại khác, quy tắc khác. Sở Qua gõ gõ đầu, vẫn là cảm thấy không thể tin nổi. So với một cái tát đánh qua đường mạng, năng lực của dược hoàn màu lam ngược lại rất thông thường. Thu Vô Tế cười híp mắt nói, nếu như là độc giả của ngươi, có thể có tâm nhãn xấu sao? Ách, quan hệ này đương nhiên là thân cận hơn người bình thường rồi, thế nhưng nếu như thật sự lập trường khác nhau, quan hệ này liền vô dụng rồi. Ngươi một mình an ổn sống qua ngày, có thể có được lập trường gì chứ? Ông chủ bưng mì tu 3WSI rồi, hai người tạm thời không nói chuyện nữa. Cúi đầu ăn mì. Bọn họ đến một hộp đêm ở gần đây rồi, hình như là tính toán thời gian cẩn thận rồi, Ngọ Dạ Trường. Thu Vô Tế truyền âm nhập mật. Sở Qua gật đầu, nhìn thời gian đã sắp 12 giờ đêm rồi. Hai người nhìn nhau, lại nhanh chóng chuyển khai ánh mắt. Ngọ Dạ Trường à, mọi người từng gặp rồi. Thu Vô Tế nghiến răng nói, có phải là ngươi lại muốn đi không? Sở Qua vội vàng tỏ lòng trung thành nói, cái đó có gì hay đâu, đâu có hay bằng nàng. Thu Vô Tế lông mày dựng ngược, ngươi muốn xem ta cái gì? Sở Qua bổ sung thêm một câu, nàng không cởi còn đẹp hơn bọn họ cởi. Ách, Thu Vô Tế suýt chút nữa đem nắp đến che vào mặt hắn luôn. Đang muốn nổi đóa, lông mày bỗng nhướng lên nói, trò hay đến rồi, đưa đầu qua đây. Sở Qua xách ghế lùi về sau. Thu Vô Tế tức giận nói, không phải đánh ngươi, mà là chia sẻ thần thức cho ngươi xem. Sở Qua cẩn thận đưa đầu ra, Thu Vô Tế mau chóng nhìn ông chủ một cái, giả vờ làm như dáng vẻ lấy khăn giấy đưa cho Sở Qua lau mồ hôi, đưa tay ra vuốt trán hắn một cái. Sở Qua còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, trong đầu bỗng nhiên bùng nổ, hai hình bóng ở ngoài đường hiện lên rõ ràng, thậm chí là nghe thấy cả âm thanh. Chương 120, thất tịch của một số người khác, 2. Ngay cả tên mập và mấy người thanh niên kia cũng ở trong đó. Nghênh ngang đi đến trước cửa một hộp đêm. Hộp đêm nhìn như đã đóng cửa rồi, thế nhưng ở cửa lại có anh chàng cao to canh giữ, lại không giống với dáng vẻ hoàn toàn đóng cửa. Nhìn thấy một đám người có ý muốn đi vào, liền có anh chàng cao to bước lên ngăn lại nói, chúng tôi đóng cửa rồi, mời ngày mai đến sớm. Sở Qua tròn mắt nhìn thanh niên đó quay người, cầm bút lông viết hai chữ trên mặt, ba ba. Lúc quay đầu lại nhìn anh chàng kia, sắc mặt của anh chàng đó cũng biến sắc nói, cha sao cha lại tới đây? Không phải. Trên mặt cha viết chữ làm gì? Thanh niên nói, con đưa mấy người bạn này đi chơi không được sao? Ách không phải, nơi này không thích hợp lắm. Được rồi, chẳng phải là chút đồ đó sao? Ta hiểu. Đừng để ta mất mặt trước mặt bạn bè, ha. Thanh niên vỗ vỗ vai của anh chàng cao to, dẫn người đi vào trong. Anh chàng muốn ngăn cũng không tiện ngăn, thần sắc vô cùng xấu. Sở Qua kinh ngạc vô cùng.
đây là cái dị năng quỷ quái gì vậy? Đây chính là cưỡng chế nhận thức chữ hắn viết trên mặt. Chỉ có điều tùy năng lực của đối thủ, phản ứng cũng có khác biệt. Hắn có thể khiến ta cảm thấy anh tuấn, nhưng không thể khiến ta cảm thấy yêu thích. Càng không thể khiến ta nhận hắn là ba ba. Đây vẫn là có khác biệt ở mức độ khác nhau, cần phải rèn luyện, thế nhưng tiềm lực vô cùng. Truyền niệm của Thu Vô Tế kịp thời truyền tới, bất kể là nói như thế nào, ta quả thực không nhìn ra được cơ chế vận hành là như thế nào. Duy nhất có thể xác nhận là, chữ này cần phải khiến đối phương nhìn thấy mới được, viết chữ nhỏ không được. Gò má Sở Qua giật giật, có chút muốn dị năng này lại cảm thấy giống như ngốc nghếch, dáng vẻ có dùng như không dùng, xoắn xuýt mất vài giây, mới tiếp tục xem kịch. Bốn người bên đó tìm được bàn trống ngồi xuống, người phục vụ cho rằng lúc này đi vào chắc hẳn là hội viên khách quý, rất nhiệt tình giúp bọn họ chọn món. Chọn món vừa xong, bên trong quả nhiên bắt đầu múa cột, 12 giờ chính thức mở màn. Tên béo lấy điện thoại di động ra lặng lẽ quay video mấy giây, mau chóng truyền đi, Sở Qua không nhìn ra được là truyền cho ai, chắc hẳn là cảnh sát. Đúng, hắn trực tiếp gửi vào máy tính của cảnh sát trực ban 110, còn gửi kèm cả địa chỉ, cũng không biết là sao lại làm được. Cảnh sát trực ban nhận được thông tin, đây là công nhân gửi đi, có muốn che cũng không che được. Hiện trường tạm thời không xảy ra chuyện gì, ngón tay của Thu Vô Tế cũng tạm thời rời khỏi trán của Sở Qua, hai người nhìn nhau một cái, đồng thanh hỏi có muốn đi xem không. Tiếp đó cùng nhau cười, cũng lại không có hứng thú ăn mì nữa, mau chóng thanh toán rồi rời đi. Vợ chồng ông chủ đang ở trong quầy thu ngân cũng nhìn nhau, thấy Sở Qua đạp xe đạp rời đi, ông chủ thấp giọng nói, đôi tình nhân trẻ này thật lạ. Người vợ nói, ông quả người ta nhiều như vậy làm gì? Họ Chung kia tính tiền cho chúng ta thiếu mất ba giá, ngày mai phải đi đòi lại. Sở Qua đạp xe đạp đưa Thu Vô Tế vừa hay đến cửa hộp đêm, cảnh sát liền tới rồi. Khiến Sở Qua sửng sốt là, không chỉ có dân cảnh đến, mà Lâm Vũ Dương cũng đến rồi. Các cảnh sát không nói hai lời phá cửa xông vào, bên trong lập tức truyền đến tiếng gà bay chó chạy và tiếng kêu la của các cô gái. Sở Qua khẽ nhíu mày. Lâm Vũ Dương là thụ cục lại không phải là khu cục, càng không phải là đồn công an. Hơn nữa ngành này chắc là rất đặc thù, càn quét tệ nạn thông thường chắc không đến mức phải hắn ra mặt mới được. Chắc không phải nơi này cũng có loại án trọng yếu như hắc quyền đấy chứ. Thu Vô Tế thấp giọng nói, bọn họ nói mời bọn họ làm việc là Trương Tổng. Sở Qua nói, chẳng lẽ lại là địa bàn của Trương Kỳ Nhân? Huynh đệ hắn đang gài hắn ư? Hay là ngược lại, hắn đang gài huynh đệ hắn? Thu Vô Tế gật đầu, bình thường mà nói đều là phán đoán này. Trương Kỳ Nhân hiển nhiên đang trong quá trình tranh giành vị trí trong gia tộc, không phải bị người khác thịt thì chính là thịt người khác. Lần này Lâm Vũ Dương hành động thuận lợi hơn so với lần trước ở hộp đêm thần tích, bởi vì lần trước lúc đi là nửa đêm Ngưu Nhục Trường đã kết thúc rồi, lần này lại là bắt tại hiện trường. Điều này khiến hắn có lý do đầy đủ để tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn, kết quả hắc quyền vẫn không tìm được, ngược lại trước tiên lại tìm được có khách đang hút thuốc phiện. Thần sắc của Lâm Vũ Dương trở nên vô cùng khó coi, xông đến trước mặt chàng công tử vừa ngẩng mặt lên kia cười lạnh nói, Vương Trấn Khôn, lần này anh có 10 người tra tới, có tìm 100 người đến áp trận, anh cũng phải ngồi xổm đi vào cho lão tử. Con mẹ nó, Vương, không phải là Trương gia tranh giành vị trí sao? Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện nữ chính từ trong sách Chạy ra ngoài của tác giả Cơ Xoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.